Cho chim uống nước nhá. Đứng quay nhìn thấy nét nét thì con này con. Đứng quay sát đây. Đi thẳng đi gần vào đây thế. Rồi thế. Cho chim uống nước này. Em chim hồng này làm sao vậy? Chim hồng hả bố? Cũng bố là chim. Đây là chim hồng này nè, làm sao à? Các bạn lưu ý là một số những con mà sau khi các bạn bón loãng như thế này mà chim không tiêu hết ở trong diều ấy, thì các bạn nên tiếp nước ấm hoặc là nước sạch vào trong diều cho chúng để cho chúng tiêu hết. Cái thành phần nước là không bao giờ được thiếu. Nên là clip này các bạn lưu ý là cái việc bón như vậy. Bây giờ là các bạn lưu ý nha. Đây là cái ý vào đây là cái giai đoạn mà các bạn mang ra các bạn bón là đẹp nhất. Tầm này là chim có thể là ngô nghê, đừng dí vào, không dí vào cái gì, cứ chỉ cầm thế thôi. Đấy, xem nào, thì chim có thể là ăn bón tầm này là đẹp nhất đấy các bạn lưu ý. Mà trong cái lúc các bạn rải rơm ra như này là các bạn nó sẽ tự sưởi ấm nhau. Đấy. Các bạn nên nhớ là như vậy. Đấy. Đây tầm này là mình bắt riêng ra mình bón. Mai các bác mà mua thì mình sẽ bán cái tầm này như thế này. Tầm này thì các bạn mua. Đấy. Đôi chim này rất là đẹp. Đấy. Bỏ tay ra. Đấy, ra nói mãi rồi. Để cao lên, đứng cao, đứng dậy, đứng hẳn dậy. Dậy không nhìn thấy rõ. Rồi thì đứng dí gần vào. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn thêm cách bón làm sao cho nó các bạn dí tay vào đây. Các bạn dí một ngón trỏ vào đây mới cảm giác nước ấm ấm là đẹp. Không không nên bỏng quá. Các bạn dí. Đấy. Đây, vào đây. Rồi, giờ dí vào chim. Dí vào chim. Đấy, các bạn lấy cái rơm này, sau một thời gian mà nó không tay ra. Đấy, bón rất là nhẹ nhàng. Bón lần lượt. Các bạn kiểm tra diều, nếu như mà chim mà còn no quá thì các bạn không nên. Đấy. Đừng tạm dừng cái gì cả, đang quay mà. Ok, bây giờ hai em này là một cặp này. Hai em này một cặp, mai mình sẽ chuyển đi Hải Phòng. Đấy. Trao đơn đặt hàng là một cặp, đây là con trống này. Đấy, đây là con mái này. Các bạn nên nhớ là như vậy. Đấy. Còn trông thế này thôi nhưng mà trông như này thôi nhưng ở đây dí đừng dung hình quá, đứng tử tế lên một tay ạ. Đây là một cặp trông như này thôi, con này là con trống này, 100% con trống. Con này là con mái này, nửa sau này, đầu nhỏ hơn này. Đấy, nhưng mà nó vênh nhau, thế nhưng chỉ vài hôm nữa là nó bằng nhau. Đấy, những cái đôi như này là rõ ràng trống mái rồi. Tay ngón tay áp út ngón tay
bón, các bạn bón như thế thì nó không có cái vảy nào cả. Cây cẩn thận vào, các bạn bón nó nhẹ nhàng, nó không rơi vãi gì cả. Một cái này đúng không? Đó. Như thế là một đôi, hai đôi, ba đôi, bốn đôi, năm đôi. Bấm. À, cơ sở Vũ Văn Thao, chuyên chim cu gáy miền Bắc, giọng thổ và pha thổ 80%. Xin gửi tới quý các anh chị, các bác clip này. Về cái duy trì cái gen cũng như cái giống của chim cu gáy, hay còn gọi là cu đất, thì các bạn có thể thấy là cái việc bón bộ thì các bạn nên trộn một cân cám úm gà loại 21 ngày tuổi cộng với một cân ngô, các bạn cho ra nghiền nhỏ trộn lẫn với nhau và quấy vào cái nước sôi ấm khoảng 4-5 độ như thế này. Đấy, sột sệt, các bạn pha sột sệt như này và dùng một cái xi lanh 20 cộng với một cái đấu vào cái xi lanh đấy là một cái đoạn cao su như thế này, khoảng 3 phân bằng cao su mua ở ngoài hiệu thuốc thú y, cái dây chuyền đấy, ở cái đầu của nó có một cái cao su, các bạn lấy về thì các bạn thực hiện cái công việc bón thì các bạn thao tác là các bạn dùng hai ngón áp út và ngón giữa. À, các bạn kẹp vào đầu con chim như thế này đấy, đấy. Ví dụ như là con chim này, con chim này các bạn kẹp như thế này và ngón trỏ và ngón cái các bạn bóp hơi hé cái miệng ra, tay phải thì bơm đầy xi lanh, sau đó là các bạn dí vào khóe miệng và các bạn kéo cái cổ con chim, kéo cái cổ con chim nó dài lên như này, sau đó là các bạn bơm khoảng 3-4 cc xị ở trên vạch xi lanh, sau khi các bạn bơm thì các bạn sờ vào cái diều của con chim, cái diều con chim, các bạn nhìn cái diều con chim nó vầm tầm cỡ như thế này, nó không được đầy quá lên cổ nha các bạn nhé, những cái trường hợp mà nó đầy quá là khi con chim nó khó chịu nó sẽ ợ ra. Thì các bạn để cho nó ợ tự nhiên. Và trong quá trình các bạn bón thì các bạn lưu ý, thứ nhất là các bạn phải tạo một cái không gian ấm áp như thế này, để cho chúng tự sưởi ấm cho nhau, thay vì là không có mẹ u thì chúng sẽ u nhau. Đấy, các bạn nhìn thấy không, một bầy, chỗ này là 5-6 đôi gì đấy, thì các bạn sẽ bón và tự chúng sẽ sưởi ấm cho nhau. Cái thời điểm bón thì các bạn bắt ra nó như thế này, tôi quay rõ con chim này các bạn nhìn này, tôi chụp một bức ảnh này đó. Đấy, cái thời điểm bắt ra bón là như này, mặc dù nó chưa tõe lông nhưng mà
thời điểm này các bạn bón yên tâm là nó sẽ lớn và nó sẽ theo người và nó sẽ không nhớ gì về mẹ nó cả. Nếu các bạn để sớm quá thì nó sẽ non, mà muộn quá thì nó sẽ hiểu biết rồi, nó cũng sẽ không được dạng người. Khi các bạn bón đến đến giai đoạn như con này, như con chim vàng, chim chim hồng này, như con chim hồng. Mình xin được nói tiếp là các bạn có thể thấy là tại sao mà bên mình cung cấp ra nhiều chim 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 cu gáy giống chim cu đất như vậy. Đây là cái cách thức mình những con như thế này là đúng tầm nhất. Còn nếu như mang ra cái tầm như thế này thì chúng sẽ già hơn rồi, nhưng mà loại này thì mình đã bón được khoảng mấy hôm rồi. Giữa từ như thế này, từ tầm như thế này đến như thế này là các bạn chỉ bón tầm 5 hôm là nó đã đủ 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 lông như này rồi. Thì video trước mình cũng hướng dẫn các bạn cách thao tác bón như thế nào và cách trộn khẩu phần thức ăn như nào. Thì các bạn chỉ lưu ý là các bạn nên có cái ổ ấm như thế này bằng hộp giấy thôi, cái hộp hộp mì tôm, hộp gì cũng được, nót rơm hoặc nót cái gì nó rơm là tốt nhất, nó nọt được thì khi phân nó ấy ra nước nó chảy xuống dưới. Một vài ngày các bạn thay bỏ rơm đi. Thế thì một số cái lưu ý là các bạn có thể là không nên bón thức ăn ôi thiêu hoặc là nó bọc quá. Cái cá này là các bạn phải đâu dùng bữa nào nó dứt điểm bữa đấy, không được để níu cữu, không được dùng hoàn toàn nước nã, không được dùng hoàn toàn nước sôi bỏng quá. Khi các bạn bón xong một lượt rồi, nếu mà cẩn thận ra ấy, các bạn nên có một cái cốc nước như thế này, cho là tráng miệng. Thứ nhất là nếu như các bạn gặp trường hợp mà trong diều nó không tiêu được hết cái thức ăn ở trong diều, các bạn nên bón thêm nước cho chúng để cho chúng tiêu bớt cái số thức ăn trong diều. Nhiều bạn không có kinh nghiệm việc này là nó sẽ bị trướng diều. Cái nỗi trướng diều thì có thể các bạn nhét một vài cái mẩu tỏi nhỏ vào trong diều, chúng sẽ tiêu hóa hết, hoặc là bón thêm nước vào. Việc bón này nếu các bạn trộn đúng và bón đúng quy trình thì có kinh nghiệm thế thì nó hoàn toàn an toàn cho con chim, không có vấn đề gì cả. Thì cơ sở mình thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại 01 63 53 05 982. Ví dụ như đây là một đôi này. Đây là một đôi thì còn đây là một đôi. Đây là một đôi, hai con này là một đôi cùng màu lông này. Đấy. Thế nhưng mà con này với con này là một đôi này. Mặc dù hai con, một con to một con nhỏ, thế nhưng mà nó vẫn là một đôi, bởi vì con này là nó nở trước mà nó tránh hết thức ăn, con này nó là con trống. Con này mặc dù nó như nhỏ hơn, chỉ cần 3 ngày nữa là nó sẽ toàn, nó lông nó sẽ tẻ. Các bạn nhìn màu lông giống nhau này. Đấy. Đấy. Như con này là một đôi. Con này là bố mẹ cũng lệch, nhưng bây giờ nó ra 2 đứa con cũng lệch. Nhìn, còn đây là mình đánh dấu hết rồi. Ở chỗ này là 2 đôi. 2 đôi mô mống mình để ra ngăn bên này. Đấy, các bạn nhìn này, 4 con nhúc nhúc. Thì như đôi này là mình cắt cánh, mình đánh dấu rồi đấy, cắt sớm quá là cũng chảy máu đi, các bạn thấy không, chảy máu nhưng không sao đâu. Mình cắt như thế thì mình nẫn, cũng như là mình sẽ chuẩn chỉnh khách hàng của mình. Thì cái quan điểm của mình là một đôi chính thống, bố mẹ đẻ ra 2 trứng mình cho ra ấp, mình ghi sổ, mình sẽ theo dõi đánh dấu.
nếu như các bạn mua một con trống là mình cũng không 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 bán, là có những con trống nào lẻ hoặc là chim nó như nào đấy thì mình mới nói rõ, còn bình thường là mình sẽ cố gắng bán phân phối giống cho các bác các anh em ở các tỉnh là thành một đôi chính thống. Mà một đôi chính thống thì thường nó sẽ là 85% trở lên là nó là một trống một mái để các bác làm giống. Quan điểm của mình là cũng hết sức trung thực, hết sức là chia sẻ để cho các anh em trên khắp vùng miền gây ra cái thương hiệu của con chim cô gáy Việt Nam, đặc biệt là khu vực Bắc Bộ. Còn chim bây giờ chuyển đi Sài Gòn, chuyển đi miền Nam thì cũng hết sức là bình thường. Các bạn có thể đóng vào thùng và cho thức ăn thức uống, và thậm chí nhờ cả nhà xe họ bón được, kể cả chim non bón vẫn ok, tập 36 tiếng không thể chết được chim. Có nghĩa là một 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 ngày một đêm và sau đó là một ngày hôm sau. Thế thì như con này là nó hơi ấy thì tạm thời nó cặp với con bên này, nhưng mà mình sẽ cho sang bên này để cho nó có cái độ ấm áp của nó. Còn bên này nó sẽ bấy nhiêu con nó sẽ ấm áp. Thì các bạn có yên tâm là bên mình hết sức là trung thực và hết sức là sẽ phân phối cho các bạn những đôi chim cu trong quá trình nuôi. Các bạn có vấn đề gì có thể thắc mắc xin gọi về số tổng đài là 01 63 53 05 952. Bên mình là cái kênh chim cu gáy hay ở trên kênh chim cu gáy của kênh YouTube, và cái Zalo của mình được đăng ký bằng số điện thoại 0163 như vừa nãy. Còn Facebook thì các bạn có thể search bằng qua cái mail mà máy tính bao bì a@gmail.com hoặc là chim cu gáy hay. Các bạn có thể vào trang là núi bao bì .com, đấy là website của bên mình. Nếu như các bạn đi du lịch đến khu vực Hoàng Sa Trường Chiên, các bạn có thể liên hệ với mình để mình giao hàng tận tay cho một đôi chim cu gáy giống các bạn về nuôi thuần túy làm bầu làm bạn. Cái nhu cầu chơi chim thì bây giờ cũng rất là đa dạng, các cụ về hưu và các anh em còn trẻ tuổi bây giờ cũng rất thích. Thì cái vì sao, bởi vì con chim này là phần lớn là nó ăn ăn thóc, và nó rất là có tiếng gáy, có bộ lông cườm và nó rất là thuần, chính như vậy là nó đi vào quần chúng đa phần. Thế thì cái video này mình chia sẻ một số những cái vấn đề mà thường xảy ra, những cái lỗi thường gặp để cho các bác anh em nuôi chim bộ, có nghĩa là mang ra bón bộ, gọi là mồ côi bố mẹ đấy, tạo ra được một con chim, một cặp chim của mình thuần. Mà thuần từ bé thì mình nuôi sinh sản hay là nuôi để chơi thì cũng rất là dễ, chứ không như chim bẫy, chim ngoài rừng kia là chúng sẽ phải mất thời gian để mà lên. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích cái video này của mình, và hãy like cũng như là có những ý kiến comment hoặc là đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của bên cơ sở nhân giống chim cu gáy miền Bắc Vũ Văn Thao. Địa chỉ của cơ sở mình thì tại xã Vân Hòa, gần trại Đà Điểu Thụy Phương, thuộc huyện thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Một lần nữa xin kính chúc sức khỏe tất cả của quý vị các bạn đang xem video này, một sức khỏe, một sự thành công trong cuộc sống. Thân ái, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nếu có thắc mắc gì hãy liên hệ vào số điện thoại 01 63 53 05 982. Thân ái chào tạm biệt.